Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Viettimes. Thưa quý vị, vụ việc máy bay chở chùm Wagner rơi ở Nga vào ngày 23 tháng 8 vừa qua đã gây xôn xao cho dư luận xã hội. Được biết ngày 30 tháng 8, điện Kremlin cho rằng hành vi xe trái có chủ ý là một trong những nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn máy bay, khiến ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh lực lượng Wagner thiệt mạng. Cụ thể, phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp hàng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lưu ý, có nhiều giải thiết khác nhau về những gì đã xảy ra liên quan tới vụ tai nạn máy bay chở ông Prigozhin và chúng đang được xem xét, bao gồm cả hành vi sai trái có chủ ý. Theo Reuters, tuyên bố này ám chỉ khả năng máy bay bị rơi có chủ đích và là sự thừa nhận đầu tiên rằng ông Prigozhin có thể đã bị ám sát. Ông Peskov kêu gọi các phóng viên hãy đợi cho tới khi cuộc điều tra của Ủy ban điều tra Nga, RIC kết thúc. Trước đó, RIC thông báo mở vụ án hình sự về cáo buộc vi phạm an toàn bay. Cáo buộc này thường được đưa ra khi cơ quan điều tra Nga chưa có lý do để nghi ngờ có hành vi phạm tội. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Moscow có thể đứng sau vụ tai nạn máy bay chở ông Prigozhin. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ suy đoán này và khẳng định cáo buộc trên là hoàn toàn dối trá. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Trước đó, chiếc máy bay thương mại chở ông Prigozhin, người sáng lập và lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner cùng các cấp phó hàng đầu của mình, bị rơi khi trên đường từ Moscow tới Saint Petersburg vào ngày 23 tháng 8, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay này được nhà sản xuất máy bay Embraer của Brazil chế tạo. Trả lời về thông tin Nga từ chối sự hỗ trợ điều tra của giới chức hàng không Brazil, ông Peskov nói vụ điều tra sẽ được thực hiện trong nước ông Prigozhin được chôn cất tại quê nhà là ở thành phố Saint Petersburg trong một buổi lễ riêng được giữ bí mật cho đến tối ngày 29 tháng 8. Lực lượng phòng không đã tiêu diệt một tên lửa hành trình của Ukraine trên vùng trời Crimea. Người đứng đầu nước Cộng hòa thuộc Nga Sergei Asenov đã cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa hành trình ở phía đông Crimea. Cố vấn của người đứng đầu Crimea, Oleg Kruchakov, nói thêm rằng, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống làm cháy cỏ trên mặt đất và đứt đường dây tải điện. Theo ông, hậu quả sẽ được khắc phục trong vòng một giờ. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Sau đó, Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin về việc tên lửa bị bắn rơi. Bộ cũng thông báo có thêm hai máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ tại vùng Bryansk. Lực lượng vũ trang Ukraine liên tục tổ chức tấn công các mục tiêu ở Crimea. Một ngày trước đó, quân đội Nga đã đánh chặn và tiêu diệt hai máy bay không người lái trên vùng trời Biển Đen. Đêm ngày 25 tháng 8 vừa qua, chính quyền Kiev âm mưu tấn công Crimea bằng 42 máy bay không người lái. Trong số này, 33 chiếc bị vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử, chiến chiếc khác bị bắn rơi. Moscow tuyên bố sẽ đáp trả làn sóng không kích mới nhất vào Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang tìm hiểu xem các máy bay không người lái của Ukraine được phóng từ đâu để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo ngay lập tức về vụ việc như bất kỳ cuộc tấn công lớn nào khác. Các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công các mục tiêu ở ít nhất 6 khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga hôm 30 tháng 8, bao gồm cả một sân bay ở Escort, nơi chúng làm hư hại các máy bay vận tải quân sự. Kiev không bình luận về cáo buộc của Nga, trong khi Moscow khẳng định quân đội nước này đã ngăn chặn mọi cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Cục ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Ukraine sẽ bị đáp trả. Theo cơ quan này, các máy bay không người lái của Ukraine sẽ không thể tiến sâu đến vậy vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Trong các vụ tấn công được ghi nhận vào ngày 30 tháng 8, có một cuộc tập kích nhằm vào thành phố Skov, cách Ukraine khoảng 700 km về phía Bắc. Khu vực này chỉ cách biên giới Estonia 30 km và cách Latvia khoảng 60 km. Cả hai đều là quốc gia thành viên NATO. Để đến được thành phố này, máy bay không người lái được phóng từ Ukraine sẽ phải bay qua miền đông Belarus. Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại thành phố Sokov. Thống đốc vùng Sokov Mikhail Vedernikov cho biết hoạt động của sân bay có thể trở lại bình thường vào ngày 31 tháng 8. Nhận thêm tên lửa có tầm bắn 300 km, tiêm kích Su-57 nhiều hổ mọc thêm cánh. Hãng tin TASS ngày 30 tháng 8 dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Quốc phòng Nga cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Su-57 giải quyết những vấn đề phức tạp, tấn công mục tiêu có giá trị cao. Hiện tại, máy bay đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở khoảng cách lên tới 120 km. Trong tương lai gần, máy bay sẽ được trang bị tên lửa tối tân, có thể tiêu diệt các mục tiêu ở phạm vi lên đến 300 km. Nguồn tin không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan tới tên lửa mới. Nhưng theo các nhà phân tích của trang tin quân sự Top War, Khả năng cao, tên lửa được nhắc tới là tên lửa không đối không tầm xa có điều khiển R-37M. Việc tích hợp tên lửa và tổ hợp vũ khí của máy bay chiến đấu Su-57 đã được báo cáo vào năm 2018. Trước đây, tên lửa R-37M chỉ được sử dụng bởi máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31. Tên lửa đối không tầm xa R37M còn có tên gọi khác là RVVBD, được viện thiết kế Vimpel phát triển và được đưa vào biên chế không quân Nga từ năm 2014. R37M được cho là có thể theo dõi mục tiêu bằng cả radar chủ động và bán chủ động. Tên lửa có chiều dài 4,06m, đường kính 0,38m, trọng lượng phóng tên lửa là 510kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 60kg. Tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu ở độ cao từ 15m đến 25km, phạm vi đánh chặn là 300km, với tốc độ siêu thanh đạt Mach 6, tương đương 7.350km. Liên quan tới cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga ngày 30 tháng 8, Ukraine cho biết rằng việc chiếm lại làng Rabotino trong tuần này là một chiến thắng của chiến lược, mở đường cho lực lượng của nước này tiến sâu hơn vào các vị trí của Nga ở phía nam và hướng tới Crimea. Trước đó Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 sau khi nhận được vũ khí do phương Tây cung cấp và thiết lập các tiểu đoàn phản công chiến lược. Tuy nhiên, tiến độ phản công rất chậm chạp và chịu nhiều thiệt hại. Việc Ukraine tuyên bố chiếm được Rabotino ở vùng Zaporizhia do Nga chiếm đóng trong tuần này là thành công đáng kể nhất mà họ giành được trên tiền tuyến trong nhiều tháng qua. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong chuyến thăm Paris cho biết, sau khi củng cố bên sườn Rabotino, chúng tôi sẽ mở đường tới tốc Mark và cuối cùng là Melitopol, cũng như biên giới hành chính với Crimea. Điện Kremlin đã phủ nhận tầm quan trọng của chiến thắng mà Ukraine tuyên bố. Yevgeny Balitsky, quan chức phụ trách khu vực Zaporizhia của Nga, còn cảnh báo các lực lượng Ukraine sẽ chịu nhiều hậu quả nếu vượt ra ngoài Rabutino. Hiện Ukraine cũng đang tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Nga. Chính quyền Nga cho biết, chiến dịch này thậm chí đã nhắm mục tiêu vào một sân bay gần biên giới với Estonia, cũng như nhiều khu vực khác trong lãnh thổ Nga và trên bán đảo Crimea ở Biển Đen. Cuộc tấn công vào sân bay Skov cách biên giới với Ukraine khoảng 700 km là cuộc tấn công mới nhất ở xa biên giới Ukraine kể từ khi Kiev tuyên bố sẽ phản công trong cuộc xung đột với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn các cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết, bốn máy bay vận tải hạng nặng Ilyshin IL-76 ở sân bay này đã bị tấn công ở Skov trong khi Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ít nhất hai máy bay đã bốc cháy. Thưa quý vị, các nhà chức trách ở vùng Bryansk gần biên giới Ukraine, vùng Orion phía nam và vùng Kaluga phía tây nam và Ryazan phía đông nam của Nga đều báo cáo rằng họ đã bắn hạ máy bay không người lái do Ukraine phóng lến. Những diễn biến thông tin tiếp theo của cuộc chiến này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Liên quan tới cuộc bạo loạn ở châu Phi vừa qua, ngày 30 tháng 8, một nhóm sĩ quan cấp cao ở Gabon tuyên bố lên nắm quyền sau khi cơ quan bầu cử của quốc gia giàu dầu mỏ này thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Nhóm này cho biết kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, mọi biên giới đều bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và các cơ quan nhà nước bị giải thể. Theo Reuters, nếu phe đảo chính Gabon thành công lần này, đây có thể là cuộc trình biến thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Các cuộc đảo chính ở Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad và gần đây nhất là ở Niger đã làm suy yếu tiến bộ dân chủ ở khu vực này trong những năm qua. Ông Oviwe Ewegu, nhà phân tích an ninh tại Tổ chức Tư vấn An ninh Afri-Politica Nigeria nhận định, sự kiện ở Gabon không giống như những cuộc đảo chính từng thấy ở Tây Phi. Tình hình ở Gabon chuyển biến bất ngờ, nhưng ở một mức độ nào đó lại không thực sự đáng ngạc nhiên. Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2016, sau khi kết quả, ông Ali Gabon tái đắc cử được công bố, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở thủ đô. Theo ông Ego Ego, đến năm 2019, phe đảo chính cáo buộc có điều bất thường trong cuộc bầu cử và cho rằng kết quả không đại diện cho ý chí của người dân. Cuộc đảo chính khi đó nhanh chóng bị dập tắt ông egu egu rút lại rằng trong khi các cuộc đảo chính khác thiên về an ninh và chính trị thì đảo chính ở gabon đặc biệt liên quan tới tiến hành bầu cử phản ứng sau cuộc binh biến ở gabon thủ tướng pháp elisabeth bonnet cho biết paris đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong khi đó trung quốc kêu gọi các bên ở gabon đảm bảo an toàn cho tổng thống ali bongo ondiba đồng thời duy trì hòa bình và ổn định quốc gia hành động dựa trên lợi ích cơ bản của đất nước và người dân đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu eu Ông Joseph Borrell cho biết, các bộ trưởng quốc phòng EU sẽ thảo luận về tình hình ở Gabon. Ông Borrell cảnh báo, đây là một vấn đề lớn đối với cả châu Âu và chắc chắn các bộ trưởng EU phải suy nghĩ sâu sắc về việc điều chỉnh chính sách đối với các quốc gia này. Gabon, nơi từng là thuộc địa của Pháp, duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Paris. Theo tờ Financial Times, Gabon là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, sản xuất khoảng 200.000 thùng mỗi ngày, tương đương 0,2% nguồn cung toàn cầu nước này cũng sản xuất gỗ mangan và uranium mặc dù gabon là một trong những nhà sản xuất dầu nhỏ nhất trong opec nhưng bất kỳ nguy cơ giảm thêm nguồn cung nào cũng khiến cho thị trường dầu quốc tế biến động điều này một phần là do việc cắt giảm sản lượng trước đó của liên minh giữa opec và các nước sản xuất bên ngoài gọi tắt là opec cộng theo trang phân tích gis report việc châu âu muốn thoát sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của nga đã mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất khí đốt của châu phi Hiện nay châu Phi chiếm khoảng 20% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu và tỷ lệ này có thể tăng lên. Tuy nhiên theo Euronews, Nga cũng tận dụng các mối quan hệ ở châu Phi để giành chỗ đứng. Hiện Nga đã trở thành nhà cung cấp thực phẩm đáng tin cậy cho châu lục này.